Mến chào cô chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog. Trong cái bản tin sáng ngày hôm nay thì sáng ngày hôm nay Tiến muốn cập nhật cho cô chú anh chị thêm một số những cái thông tin mới nhất liên quan tới cái vụ việc là mẹ mất bỏ lại 5 con. Thì bây giờ mọi chuyện đang rất là nóng khi hai bên nội ngoại hầu như là đang đấu tố qua lại vì cái sự việc là ai sẽ là người giành được cái quyền mà nuôi 5 đứa bé. Thì cô chú anh chị nên nhớ tâm đứa bé thì trong đó các bé cũng đã lớn rồi, trong đó hai bé lớn thì như là bé 15 với bé 16 tuổi hoàn toàn có thể tự chủ được ý thức của bản thân là muốn ở với ai và không ai có thể ép buộc. Còn mấy đứa bé nhỏ thì cũng biết nói hết trơn rồi cô chú anh chị. Đó thì nguyện vọng của các bé là gì? Muốn ở với nội hay muốn ở với ngoại? Và mọi người đang quan tâm là cái số tiền mà Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ các bé và giờ nó đang nằm ở đâu? Tại vì có thông tin rằng á, là các bé đã ôm tiền đem về đưa cho ba, nhưng mà ba là anh Sang lại nói là không có. Vậy là như thế nào? Thì ngày hôm nay xin mời cô chú anh chị cùng nghe một cái sự chia sẻ đến từ một người hàng xóm sát nhà, nơi mà Nói của đi anh Sang con nói đi. và chị Thủy đã từng Sao ở, bây giờ người tôi ta nói sẽ con nói. nè, Thủy Thì á, mời cô chú anh chị cùng cái nghe. chuyện quá khứ giữa Khang với Thủy á, thì cũng không ai biết đúng không con? Dạ. Chỉ có nội ngoại hai bên biết thôi. Dạ. Nhưng mà với tư cách ông Trắng, ông nói chuyện, ông cưu mang Thủy, ông nuôi, thì cũng Thủy không làm cho ông chứ ông đâu nuôi không đâu. Thì bây giờ dĩ lỡ Thủy nó đã ra đi rồi, để lại con cái. Thì bây giờ trước pháp luật là cha phải nuôi, còn bà nội bà ngoại hai bên nuôi xong mới tới ổng quyền hạn gì. Dạ. Bây giờ ổng lo cho ba đứa trẻ thì đúng, nhưng mà bây giờ với tư cách mà cô coi clip á, bà nội quá chuẩn luôn, quá Dạ. chuẩn. Dạ. Bà nội là một người nói chuyện rất chân tình, quá chuẩn. Dạ. Những cái người dân ở ngoài sống gần đó, anh Thủy nó về đó chỉ có một năm mấy đó thôi, thì người ta thấy khổ, người ta nói khổ chứ người ta đâu biết về nội bộ. Trong Dạ Thủy nó đúng bỏ rồi, đúng bỏ rồi. thằng Sang chứ đâu Dạ. phải thằng Sang nó bỏ thằng Thủy đâu. Dạ. Nên thành ra bây giờ cô lên đây, cô nói con, cho cô lên mạng cô nhắn gửi với ông Trắng rồi nè: cậu có nuôi mẹ con Thủy làm cho cậu để lấy cơm ăn, cái đó tôi rất chân thành cảm ơn. Nhưng mà bây giờ tôi kêu cậu đừng dự vô cái cuộc này nữa, bởi vì còn cha, còn bà nội, còn bà Dạ. ngoại, cậu Dạ. không có quyền hạn gì hết. Tiền này thì cậu đem tới chính quyền, chính quyền sẽ mời cha với bà nội bà ngoại tới để làm việc, ai là người giữ tiền này, chứ cậu không có quyền, không có Dạ. quyền gì hết á. Dạ. Rồi sau đó người ta làm việc, người ta còn cõi nguồn của người ta mà. Bên ngoại cũng không có tư cách để nuôi con đâu. Tại vì nói thì bên ngoại đừng có buồn, đã dướng vào xì ke ma tí rồi, rất là sợ cháu nó sẽ hư. Còn Dạ. Trắng ông nói ở đó, ông Mạnh Thường Quân cho nhà cất nhà làm gì đó, ông sẽ đưa nuôi đi học ăn không lớn. Ông nuôi cái gì? Được nuôi ba đứa trẻ đâu phải dễ đâu con. Dạ. Nuôi tụi nó là phải đưa rước ăn học này kia lô các cái, ông có lo nổi không? Dạ. Không. Chỉ có ruột thịt trong nhà thương mới đùm bọc, mới Nhưng lo mà cho con con nói với cháu mới cô, ví nổi. dụ như phải ba đứa trẻ đó giờ mồ côi cha mẹ không có ai nuôi thì không có thể nuôi được. Con này này đằng còn cha còn còn bên nội bên ngoại rồi nữa mà. Không, với con có hỏi thì mấy đứa bé, mấy cái lớn thì nguyện vọng của nó là không muốn ở đó, muốn ở với bên nội. Đó thì con cũng đáng ra là con nghĩ là gia đình nên có một cái cuộc nói chuyện gia đình ha, bên nội bên ngoại là ngồi nói chuyện với nhau để đưa đến một cái thống nhất chứ không phải là nó lùm xùm vậy con nghe nhức đầu quá Là trời. cô nói với con, người ngoài không có quyền xen vào, Dạ đúng rồi, đúng rồi. người ngoài không có quyền tư cách, mà chỉ có chánh quyền thôi. Với bên nội bên ngoại với cha nó ngồi lại giữa chánh quyền thôi, chứ hai bên nội ngoại chưa chắc làm việc được nữa, Dạ. đúng không con? Dạ. Bị gì tác động bên ngoài, một khi ngồi lại nói chuyện, bên kia là con Thủy sống ở đó, anh chị em cô bác sống cũng là sống như là làm lao động ở đó, con biết không? Dạ. Thì thấy Mỹ khổ bên theo ông Thủy. Nhưng mà về cái pháp luật, người ta không ăn học, người ta không am hiểu, người ta không biết, con biết không? Dạ. Tại vì á, pháp luật còn sẽ xử, không ai có quyền can thiệp vào chuyện này hết. Dạ. Tại vì bây giờ người ta còn cha, còn bà nội người ta, bà nội nói chuyện rất là chuẩn, với tư cách rất là đàng hoàng, rất thương bà nội. Dạ. Nhưng mà con Thủy nó bỏ chồng nó đi lấy trai, mà lấy xì ke ma tí nữa. Đó. Dạ. Rồi bên nội thì sao? Bên ngoại sống không ra gì. Bên ngoại là một cái người lấy thằng ông chồng đang xì ke luôn. Đó, đang hút chích luôn. Làm sao ba đứa này sống bên ngoại được? Bà ngoại nó khờ. Thì thôi bây giờ dẹp bà ngoại quan bên đi. Thì bây giờ trước mắt á, là bên đó Sang với lại bên nội nhờ chánh quyền ở địa phương đó giải quyết, tới gặp chánh quyền chứ đừng gặp riêng tư một ai hết. Dạ. Sẽ mời ra. Bây giờ số tiền Mạnh Thường Quân ông Trắng giữ, ông Trắng đem chánh quyền nộp phải không?
Để pháp luật xử mà ngoại giao nói chuyện giữa chính quyền với hai bên không bao giờ ngồi lại được. Theo cô nghĩ như vậy. Dạ. Nhưng Ý mà là mình theo là ý một cô người là ngoài. phải có chính quyền vô để làm cái người đứng giữa đó không, để giải quyết cái vấn đề Nè, này bây quá giờ ha. á là sang với bên nội phải nuôi cháu rồi đó, Dạ. thì phải nhờ chính quyền đó, can thiệp phải tới địa phương ngay chỗ ông Thị nó mất đó, Dạ. nhờ ủy ban đó, đó mình trình bày như vậy, không ai được quyền nói mình hết, mời Dạ. ra trình bày như vậy. Còn số tiền mạnh thường quân cho thì chính quyền sẽ phán quyết là một cái sổ tiết kiệm hay là giao cho cha bà nội nuôi, trách nhiệm như thế nào, cam kết với chính Dạ quyền rồi người ta dạ đem cháu người ta về nuôi, chứ không ai có quyền bắt cháu mà nuôi hết. theo theo như con nghĩ cái số tiền mạnh thường quân thì con không phải là người trao tiền cũng biết chắc, nhưng mà mấy anh chị đó gửi tiền thì chắc cũng phải có nói ở cái mục đích để mà gửi tiền để làm gì chứ, con không nghe nói gì hết. Ví dụ như muốn gửi số tiền này về, thứ nhất là lo đám cho chị Thủy, còn dư nhiêu là cho mấy đứa bé này để làm gì, làm gì mình phải có kế Không, hoạch bây đàng giờ là hoàng. cho mấy đứa bé, bây giờ nghe cô nói nè, Mạnh Thường Quân đã gửi rồi thì chủ yếu làm đám thủy và cho mấy cháu. Thì bây giờ bên bên sang với nội á, với bên nội á là phải trực tiếp gặp ủy ban ở đó nhờ giải quyết vụ việc này cho nó êm xuôi và lấy lại cái thanh danh cho gia đình mình. Trong khi á, thằng Sang nó bệnh, nó bị tai nạn như vậy mà con Thủy nó bỏ thằng Sang, nó đi lấy thằng khác, nó đã bỏ chồng nó đi, nó là người có tội mà giờ nó chết rồi mình không có nói nó gì luôn. Đúng rồi, Chính cũng nó đẩy con nó vào con đường khổ sở, đúng không con? Chính nó là người dẫn con nó đi, đẩy nó con nó vào con đường khổ sở, phải ở che tấm bạt trời nắng trời nôi vậy nè. Mẹ con phải sống trong một cái trại lụm da chai để sống qua ngày, tại vì nó đã cặp với bên cái đó là mình nghe bà nội nói chứ mình quả quyết nha, nó đã cặp với một người xì ke đó rồi, nó phải sống ở đó để nó làm, nó nuôi cho bên xì ke đó. Tại vì ông ngoại, ông ba ba dượng của con Thủy cũng là dân hút xì ke, hiện tại đang hút luôn đó, chính là bao nhiêu clip đều nói. Thì bây giờ không có tư cách gì mà để mà nuôi mấy cháu, nó sẽ hư theo cậu nó luôn, cậu nó không có tư cách gì mà giữ cháu nó, còn bà ngoại, còn bà nội, còn cha nó. Bây giờ cô nói con đem cái clip này lên đi, cô nhắn gửi với chị á, mẹ của thằng Sang á, là chị phải tới chính quyền đi với thằng Sang, bị thằng Sang nó hiền. Thì chị nói như vậy tôi công nhận là chị nói là đúng, chị dẫn tới chính quyền, đi nhờ chính quyền ở địa phương Thị đó mất đó, chị nhờ chính quyền đó giải quyết, chính quyền sẽ giải quyết cho chị đem con cháu chị về nuôi. Trong cái đó chị có cam kết con cháu máu mủ của chị mà chị nuôi, dù đói khổ hay giàu có chị đó là chị nuôi, chứ không ai nuôi nổi đâu. Nuôi làm sao mà năm dài tháng vọng nuôi nổi, chị nói bằng cái miệng vậy thôi, nuôi để lợi dụng lớn lên để làm công cho ổng Ý hả? em nói với chị nghe là không có gì, người ngoài thì người ta nuôi vài bữa chứ đâu có bằng người nhà đâu, nhiều khi có chuyện gì nó đâu có thương bằng người nhà đâu, nói Trời thiệt ơi, không có đâu. Rồi bây giờ nào con biết cái gì không? Mạnh Thường Quân nào thương mua đất cất nhà cất cửa thì cho ba mấy cha con nó ở, có gì đâu. Tại vì á cô nhìn á, Sang nó cũng được, cách nói chuyện của nó cũng từ tốn chứ không có như người ta, đúng không? đúng rồi. Không có nói chuyện mà như người ta. Còn bên kia đó là tất cả mọi người nói ồn ào, nói như là bức xúc dữ lắm, nhưng mà người ta không có hiểu về cái quá khứ hồi trước. Người ta chỉ thấy hiện tại con Thủy nó khổ, nó đói, nó khát vậy thôi, chứ không thấy con Thủy nó bỏ chồng, ôm chồng nó bỏ lấy chồng khác, nó theo cha vậy, nó để cho con nó sống như dơ dứt dưỡng ở ngoài đường. Là người ta không có thấy chuyện đó, người ta phải xác nhận chuyện đó. Ta thấy cái bề nổi không, còn cái góc khuất ta đâu có thấy, tại vì chuyện trong Đâu có nhà thấy. mà người ta đâu có biết, Nhưng người ta mà thấy bây giờ ngoài tôi thôi. khuyên á, anh chị em ở cái xóm Gia Chai trên đó đó, là hãy suy nghĩ lại và phải coi cái clip bà nội nói như vậy có đúng hay không. Còn cái gì còn chính quyền giải quyết, mấy anh chị em đừng nên chửi bên nội nữa và đừng bao giờ làm xào xáo trên cộng đồng mạng nữa. Thì bây giờ để còn chính quyền đó, thì như tôi đã đề nghị đó là Sang với lại bà nội sẽ tới chính quyền trên đó trình bày công việc như vậy, bây giờ tôi dước cháu tôi về nuôi, còn tiền của Mạnh Thường Quân làm đám bao nhiêu còn bao nhiêu em trả lại trước mặt ủy ban, ủy ban sẽ phán quyết cái này là ai giữ làm sổ tiết kiệm hay như thế nào. Chứ ông chắc ông không có quyền đâu, ông không có quyền. Ông chỉ Nhưng là mà ông người chắc đại á, diện ví đứng ra dụ làm thôi chứ không, giờ tiền không phải ông cho chắc ông thì đâu. bây giờ tại vì con Thủy nó sống ở đó thì nó chết thì ông đại diện ông lo, ông thừa biết làm, không bao giờ thăm tới tiền ổng, tại vì bây giờ từ thiện dữ lắm con. Một khi lên liếc thì ổng không bao giờ thăm tiền bạc, ổng thừa biết như vậy. Nhưng mà ở đây ông Trắng á, ổng cô cũng không nói là ông Trắng ổng tham tiền gì hết nha, Đúng cô đứng rồi, Trắng. Cô chỉ nói ông Trắng ổng quả quyết ổng sẽ nuôi tụi này, không bao giờ được, không bao giờ có chuyện đó. Ông nói là nuôi xong thải về bỏ. Bà nội người ta nói câu chân tình, bà nội nói từ câu từ tốt, nói chí lý hết. Bà ngoại khờ lắm, bà ngoại không nói được gì hết. Bây giờ bà ngoại đang lấy một thằng chồng xì ke nữa, ông ngoại tư cách gì nuôi con? Không có tư cách gì nuôi con hết á. Nên cái clip của cô nè, con đem lên đi, cô chỉ khuyên cộng đồng mạng
đừng đừng nói này nói kia bên nội tội nghiệp lắm, cô không có bên bên nội, nhưng mà phải nghe hai phía, Đúng phải rồi, nghe hai phía. dạ. Nhưng mà cộng đồng mạng nó cho tiền á thì một thời gian thôi đúng không con, Dạ đúng chính đâu có xác. ai mà cho suốt cả đời cho ba Đúng đứa này đúng đâu. đúng, dạ. Thì bây giờ phải sáng suốt phải để cho cha với bà nội nuôi ba đứa con này. Hai đứa kia nó lớn rồi, nó đi đi về về nó thăm em nó làm nó phải đem tiền về nuôi em nó nữa kìa, trừ khi Dạ. nào nó lập gia đình thôi. Còn cha nó không đàng hoàng, còn chính quyền, còn bà nội nó còn tôn nó làm chi. Dạ đúng Hai rồi. bà hai là dì ghẻ nó ăn hiếp thì phải để cho bà nội nuôi, bà nội nó cũng phải lên Dạ. tiếng, trừ khi nào bà nội nó đứng một phe đó thì lúc đó đó là ủy ban ở đó họ mới đứng lên họ đem vô trong máy ấm ở. Dạ. Cha mẹ bà nội không ra gì thì đem vô máy ấm ở, con cha con mẹ nói làm sao, muốn nói gì nói, không có suy nghĩ gì cho bên nội hết. Bên nội người ta tới với tư cách người ta nhìn coi như thế nào. Ủa bây giờ là ở với ông Chánh là phải đi lao động nuôi nuôi được năm mấy nay, nhưng mà bây giờ cha với gì, cha với bà nội với mẹ con Thủy nuôi con nó nay 16 17 năm rồi, mẹ mới ở đây đâu. Dạ. Bà nội nói rất là đúng nên tôi rất hoan nghênh bà nội. Bà nội là Dạ, sáng con nói suốt với bà nội. cô là cái môi trường á nó quyết định cái tương lai của mấy đứa bé nữa. Ở cái môi trường mà con thấy ở Sống bên ở đây nội thì là nói làm sao mà nên nó người. ổn định hơn là thấy ở bên ngoại đó. Mình không nói là hay xấu nhưng mà con thấy cái môi Không, trường không sống nói thôi. xấu. Dạ, Anh môi Chánh trường này anh sống cô thôi. mang Dạ. con Thủy, ảnh nuôi con Thủy đói khổ vậy anh cũng nuôi, nhưng mà đây con Dạ. Thủy làm cho ảnh, làm từ chiều tới sáng, sớm tới trưa mai làm miết để nuôi ba đứa con Dạ. đó, chứ con Thủy đâu phải ông Chánh nuôi không đâu, Dạ. tới nó lao động mới nuôi mà. Dạ Nhưng thì mà mình giờ lao ông động. Chánh này ông nói ông cu mang tụi này nuôi tụi này, không bao giờ có cộng đồng mạng không ai đồng ý chuyện đó. Bởi vì anh á, cuộc sống anh vợ con anh là đứng vững chưa, anh có chứng minh là anh có bao nhiêu tỷ nuôi ba đứa này tới lớn chưa đúng không con, Dạ. anh có chứng minh được bao nhiêu tỷ nuôi ba đứa này tới lớn chưa. Ông Chánh không hiểu về pháp luật, ông chỉ lên ủy ban bác bỏ ông liền. Cô chỉ Dạ. khuyên ông đừng bao giờ nữa, ví dụ bây giờ đám tiền thủy nhiêu cứ tính tiền bạc sòng phẳng còn nhiêu nộp lại ủy ban, Dạ. rồi mời bên nội chồng bên cha người ta tới để giải quyết chuyện này, chứ ông Chánh không có quyền hạn để giải quyết chuyện này. Dạ. Cậu nó cũng không có quyền nuôi, người ta còn cha mà. Dạ đúng rồi, còn cha mà. Nên cô nói với con á, cô nói cái này đưa lên clip đi, con đưa lên mạng đi cho cộng đồng mạng, cho cái xóm này, cho trai ở đó cô bác người ta nghe rõ. Cô bác giận lớn tuổi, cô bác nói vậy chứ cô bác không có hiểu luật gì hết á, còn luật Dạ. pháp của nước Việt Nam Dạ. chứ không phải đây là không có luật Dạ. mà bắt nuôi nó đâu. Cô bác À, thương dành thì việc cũng giúp ngàn cửa thôi chứ cũng không không có giúp suốt đem được đâu. tiền về, đem tiền về ăn về vài bữa đem thải mấy nơi nãy đây, ông Chánh nói vậy không bao giờ có. Cái cách nói chuyện của bà nội rất là thương cháu, bà nội bà kể từ xưa tới giờ mà bà cho đi xác minh hết, mà nó Dạ. nói lên cộng đồng mạng bà nói hết là thằng Thủy nó lỗi 100%, nó ly lấy trai nó bỏ chồng nó, Nhưng trong khi mà chồng nó bị tai con nạn. nói với cô là cái chuyện cái chị Thủy mất mình rất buồn, nhưng mà bên bên nội thì cũng chưa có lên mạng để tố tố cáo bên ngoại vậy, mà ở bên sớm mà bên ngoại thì lên nói bên nội nhiều lắm, nói trước thì Nói chung người á ta mới là nói. cái bà má, cái bà cố của nó là bà má của bà ngoại ấy, nên Dạ. nói, còn bà ngoại hiền lắm, bà ngoại không có nói gì hết. Dạ. Cô có xác nhận điều đó. Dạ. Giờ hàng xóm người ta muốn nói gì nói, ủa hàng xóm đâu có nuôi được ba đứa này đâu, ai Dạ. giỏi đem về nuôi đi, nuôi phải chứng minh tiền với nhà nước à, Dạ. chứ không phải nuôi con người ta bắt con người ta đi xin đi bán cái số làm gì ăn đâu, đâu Dạ. có chuyện đó. Dạ. Người nào nuôi phải chứng minh mà bên ngoại ý bên nội với cha có đồng ý hay không, bên ngoại có đồng ý hay không mới được nuôi. Phải có giấy tờ cam kết giữa chính quyền chứ đâu phải tôi nuôi đó chứ không ai nuôi, không có đâu, Dạ. không có vụ đó đâu. Nên cô cũng hơi bức xúc, cô cũng nhờ cái clip của con mà cô gửi lên cộng đồng mạng. Bây giờ cộng đồng mạng than cho gì hết, đang lào xào mà tiền Dạ. cũng còn đó, rồi để cho coi ai là người giữ ba cháu này để cho chính quyền xử, pháp luật xử xong rồi sau đó hãy giúp ba cha mấy cháu này. Dạ. Tại vì á, thằng Sang nó đang bị thương rồi á, nó cũng có bạn gái, nó cũng có vợ khác rồi, thì bây giờ á, hai chị em cũng nó lớn rồi. Nếu cộng đồng mạng nào á, mà cô có coi cái clip mà cái ông Sang với lại cháu vợ của ông Sang á, cái cậu mà Dạ. làm ở đó nói là có một người nào hẹn đó bên nước ngoài gì đó cho một căn nhà với miếng đất gì đó để nuôi cho mấy đứa cháu tới cùng. Cái đó nếu mà anh em nào trên trong nước ngoài nước có thương mấy cháu thì dừng lại đi, chờ chính quyền xử coi ai là cái người nuôi mấy cháu này, rồi xong xuôi với mình kiếm miếng đất từ từ mình hãy tính. Cái chuyện này bây giờ nó mới ồ ạt quá thì nó chưa biết gì đâu hết á, Dạ. tiền cho chưa biết, giờ cho con là con biết đưa ai nè, giờ cô hỏi đó, con chưa biết đưa ai nữa đúng không, Dạ, dạ. con đưa cho mấy đứa nhỏ thì không biết nó như thế nào. Dạ. Còn cha của nó thì mình chưa hiểu, nội của nó mình chưa hiểu, ngoại nó Dạ. chưa hiểu gì hết.
ông trắng mình cũng chưa hiểu gì hết, nên Dạ không ai có quyền giữ số tiền này, chỉ có ủy ban thôi. Về sau đó pháp luật xử ai là người giữ số tiền, là ai là người nuôi con. Cha người ta chưa có chết, người ta còn rành rành mà nói cái dạ gì vậy? dạ đúng rồi. Cha nó chưa có điên khùng đúng không con? Dạ Cha nó chưa có điên, cha nó cũng chưa có khùng mà, cha nó còn tỉnh táo, còn sáng suốt, còn lao động được để nuôi con. Giờ dạ ba cha con nó dẫn nhau bán cái số cũng vẫn là con của nó nuôi được, chứ còn ai nuôi, người ngoài nuôi sao bằng, trừ khi nào một cái người đó giàu có hơn con cho thì lành, trước mặt chính quyền về nó còn có phước đúng không con? dạ Còn nói mà nói chung chung mà đem về để làm gia trai, làm gia trai để nuôi ăn học, mốt làm gia trai cho thằng trắng không có đâu, cô nói thẳng không dạ có. dạ Và bây giờ cái clip này á, là cô trước hết cô rất cảm ơn con cho cô nói chuyện, để lên cái clip này đặng cho cộng đồng mạng trong nước ngoài nước hiểu hết, và cho bên ngoại nghe, bên ngoại hiểu. Tại vì bên ngoại cô nghĩ rồi, không phải là cô khi dễ bên ngoại, bên ngoại là bà ngoại thì ở nhờ nhà ông ngoại, mà ông ngoại lại là xì ke, còn đương hút xì ke nữa. Còn một người cậu cô nhìn với tư cách không có được đàng hoàng, nó thật luôn, nổi cái máy đầu là nhìn không được rồi, cách ăn nói khờ khạo, không biết pháp luật là cái gì hết, nên thành ra cô không đồng ý. Con nhìn lại tư cách của Thù Sang với mẹ nó với chị nó đi, rất là chuẩn, rất Dạ. là đàng hoàng, sống biết hiểu biết đủ thứ hết. Thì thôi qua cái lời nói của cô, cái này cô nhờ cô chuyển qua bên cộng đồng mạng cho tất cả anh chị em trong nước ngoài nước biết, còn ngừng đừng có giúp nữa, chờ xử lý sau rồi hãy giúp các cháu. Thứ hai nữa là cho bên nó sớm ra trai đó, đó là anh chị em cô bác nào có suy nghĩ lệch lạc một chút thì qua lời nói của tôi, và tôi mong hãy suy nghĩ lại, Dạ chứ dạ không có mà lên mạng mình đâu có quyền hạn gì mình nói chuyện gia đình ta đúng không con. dạ dạ Thì đúng mấy rồi cô bác bức xúc không có hiểu thì gặp con, mấy cô bác nói như vậy thì thôi, thì bây giờ phải suy nghĩ lại đi, dạ chứ không ai có quyền hạn gì nói. Và cậu trắng nữa, tôi khuyên cậu là cậu đừng dùng vô việc này nữa, cậu trừ chi phí cậu làm đám thủy bao nhiêu, rồi còn dư bao nhiêu tiền cậu đem nộp ủy ban đi, ủy ban sẽ cha với lại bà ngoại với lại bà nội sẽ tới ủy ban để giải quyết chuyện này, vậy thôi dạ chấm hết. dạ Chứ cậu gì chị cũng, cậu với cô cũng không có quyền xử luôn đúng không con? Có quyền, cô làm minh lực cô biết mà Dạ. đó. Thì thôi bây giờ cô cũng rất là cảm ơn con, thì con cũng chuyển cái clip này lên tặng cho bên anh chị em bà cô bác trong nước ngoài nước, với lại cái sớm, cái sớm mà gia trai cô bác ở đó đó, cho hiểu cái chuyện lực nó là như vậy đó, chứ Dạ không có rồi, mà ok cô. rồi, chứ không có ai mà có quyền nói tới nói lui cái gì hết, làm sao chuyện gia đình người ta mà xen vô được. Dạ. Rồi chừng nào nội với cha mà bỏ có quyền kêu chửi, đúng, nếu Dạ, mà không đúng tới rồi. không bắt con về nuôi là có quyền lên mạng chửi, chửi cha chửi bà nội nó, cái đó là đúng. Còn cái này chưa biết ớt giáp gì hết đem lên cái chửi bên Tại nội nó người ra ta. khỏi thôi. Bán tại nó Rồi không. vậy nha con, Dạ rồi, rồi cảm ơn cảm cô. ơn con nha, Dạ rồi rồi. chào con. Dạ con chào cô. Giờ cô chú anh chị đã vừa nghe được cái sự chia sẻ, thì không biết là ý kiến của cô chú anh chị về cái câu chuyện mẹ mất bỏ lại 5 đứa con như thế nào, thì cô chú anh chị có thể bình luận phía bên dưới để cùng trao đổi trực tiếp với kênh Tiến Vlog, thì Tiến sẽ tiếp trực tiếp để tìm kiếm thêm nhiều thông tin liên quan tới cái vụ việc này để mà làm sáng tỏ cái vụ việc này. Thì mong rằng cô chú anh chị hãy đồng hành cùng Tiến, hãy like, hãy subscribe và hãy chia sẻ những cái đoạn video này để chúng ta đưa cái sự thật này ra ánh sáng và đưa ai là người gian dối trong câu chuyện này. Thì Tiến cũng cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều và xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị.